nữa mới ngủ được tí em đã gọi. Eo ơi, khiếp chưa kìa, ăn ngủ kiểu gì mà chảy hết cả nước miếng ra rồi kìa. Đâu đâu, vừa mới ngủ mơ được ăn kẹo. Em cố đánh chịu với anh ơi. Mà anh ơi, đồ chơi anh không chơi, anh cho em mượn chơi nhá. Không được, đừng có mà nằm mơ. Nhưng mà anh cho em mượn chơi đi. Không, anh có chơi đến đâu. Không được, không được, đây toàn là đồ chơi của con trai thôi, em không chơi được đâu. Em lấy đồ chơi của em mà chơi đi. Đồ chơi của em chơi chán rồi, em thích chơi đồ chơi của anh cơ. Không. Ơ, sao táo xanh lấy đâu ra lắm kẹo thế nhỉ? Nhưng giờ mình xin, chắc dí em ấy đã cho. À, mình có cách này. Táo xanh ơi, anh cho em chơi cũng được, nhưng anh có trò này hay lắm. Trò gì thế hả anh táo đỏ? Anh em mình chơi trò đồ hàng đi. Em thích chơi trò này lắm, anh phân vai đi. Được rồi, vậy anh sẽ đóng là chủ cửa hàng đồ chơi, còn em đóng là người mua hàng nhá. Dạ vâng. Nhưng em không biết lấy gì để làm tiền mua hàng cả. Hi hi, đơn giản thôi, em cứ lấy kẹo ra thay tiền để mua hàng. Vâng ạ, anh bày hàng đi, để em đi ra lấy kẹo. Ừ. Mọi người ơi, đến đây mua hàng của mình đi. Hàng mới về nha, hàng đẹp lắm. Ai mua hàng của mình ý, thì thông minh, học giỏi này. Ai mà mua chú hổ này nha, thì dũng mãnh như chú hổ này. Ai mà mua chú ngựa này nha, thì chạy nhanh như ngựa này. Mọi người ơi bây giờ mình sẽ mang hết cái đống bánh kẹo này để đi mua đồ chơi của anh táo đỏ. Ừ, cô xem hàng đi, còn hàng vừa mới về đấy, xong mua mở hàng cho tôi nhá. Dạ vâng. Bác là bác cứ yên tâm, em mua hàng thoáng lắm. Có để bao nhiêu đấy hả bác? Mình phải nói thách thật cao để lấy hết số kẹo mới được. Con này giá cao đấy, 5 xu cô à. Thế còn con này giá bao nhiêu hả bác? Hả? À, con này á, con này 8 xu. Tóm lại là cô có mua nữa không? Em có, em có. Đây, em có đồ bánh kẹo này. Bác xem đổi được những gì. Ừ, mấy đồ này hơi đắt. Đây, đồ của cô đây. Hả? Được ít thế này thôi sao? Thôi, cũng được vậy. Thế là mình la lớn rồi, bóc ra ăn thôi. Táo xanh à, anh xin lỗi, em bé mà anh không nhường em, anh lại còn nghĩ cách lấy hết kẹo của em nữa. Anh thật có lỗi. Ơ, em cứ tưởng mình đang chơi chứ, mà chơi đồ hàng vui mà anh có lừa gì em đâu. Em thật là ngốc. Thôi, đi ra lấy ghế, lại đây anh em mình vừa chơi với anh kẹo. Dạ vâng. Ừ. Đây, em vào chơi đồ chơi đi, anh cho em hết đồ chơi này. Dạ vâng ạ. Các bạn ơi, các bạn đừng ai giấu mình nhá, đừng lừa dối người khác. Chúng mình phải là những đứa trẻ ngoan để cho bố mẹ tự hào về chúng mình. Cho chơi đi. Vâng. À, để bóc kẹo ăn đi. Dạ vâng ạ. Em lấy kẹo ra đây. Vâng, để em bóc kẹo bóc ô này cho anh ăn nhá. Ừ, anh bóc kẹo gấu đây. Dạ vâng. Kẹo gấu bị sâu à? Vâng ạ. Kẹo này ngon lắm đấy các bạn ạ. À, toàn hình chú gấu rồi này. Đây. Thank you.